Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn trận chiến cực kỳ mãn nhãn giữa Vương Thứ Nhất và Triệu Quốc Vinh trong giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2009. Đây chính là ván cờ rất nổi tiếng và đầy duyên nợ đã đánh dấu sự trở lại kỳ đàn của Vương Thứ Nhất sau một thời gian dài tạm nghỉ chơi cờ để dành sức cho việc học. Và Vương Thứ Nhất đã có cơ hội trổ tài khi giáp mặt một bậc anh hùng đáng sức kỳ vương. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Trong trận chiến này, Vương Thứ Nhất cầm đỏ đi tiên, Triệu Quốc Vinh cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau.
Đến đây, Triệu Quốc Vinh đành buông giáp đầu hàng. Vương Thiên Nhất cầm đỏ đi tin đại thắng, đánh dấu sự trở lại của một anh hùng kỳ vương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh Cờ Tướng Đại Chính.